Tuy Phật dùng đủ thứ phương pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, song chúng sinh chẳng sinh tín tâm. Vì tất cả chúng sinh do dục niệm làm ô nhiễm, tham trước tài sắc danh ăn và ngủ nên che lấp trí huệ. Vì chúng sinh chấp trước dục nhiễm quá sâu, cho nên Phật chỉ tạm thời dùng pháp phương tiện khéo léo để giáo hóa. Dùng Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa để giáo hóa chúng sinh. Đó là xả thật dụng quyền. Thời nay có những thanh niên tự cho rằng uống thuốc mê huyễn thì có thể đi ở trong hư không, mà còn có thầy làm chứng, thật là bậy truyền bậy. Do đó có câu: u mê truyền cho kẻ u mê, một truyền hai chẳng hiểu, ông thầy đọa địa ngục, đồ đệ cũng theo vào. Đi ở trong hư không dùng chẳng cần dùng thuốc mê huyễn, đó là sự tự dối gạt người, mất đi chân chánh trí huệ. Phật chỉ dùng quyền xảo để độ, Phật biết ba quải này đầy vẫy thống khổ, cho nên khai thị chúng sinh, vì họ nói pháp xuất thế gian. Thế gian gồm có xuất thế gian, hữu tình thế gian và chánh giác thế gian. Khí thế gian còn gọi là y báo thế gian. Hữu tình thế gian là thế giới của tất cả chúng sinh, tức là chánh báo thế gian. Chánh giác thế gian là thế giới của Phật. Ba minh tức là quá khứ minh, hiện tại minh và vị lai minh. Quá khứ minh tức túc thế minh, biết nhân duyên đời quá khứ. Hiện tại minh tức lậu tận minh, bỏ mê về giác đã được vô lậu. Nếu bỏ đặng tất cả lòng tham lam chấp trước, tu hành thì sẽ chứng được vô lậu. Vị lai minh tứ thiên nhãn minh, bất cứ là chướng ngại vật bên trong hoặc chướng ngại vật bên ngoài, nhìn xem đều thấu suốt. Và sáu thứ thần thông tức là: một thiên nhãn thông, hai thiên nhĩ thông, ba tha tâm thông, bốn túc mạng thông, năm thần túc thông và sáu lậu tận thông. Thiên nhãn thông nhìn xuyên qua trong thân thể của mình, nhìn thấu được trong thân thể của chúng sinh. Thiên nhĩ thông chẳng những nghe được âm thanh trên trời, mà còn nghe được tiếng côn trùng trong thân thể của mình kêu, thậm chí còn nghe được tiếng của hoa cỏ cây cối. Tha tâm thông biết được tất cả tư tưởng ở trong tâm của người khác, niệm niệm khởi lên cũng có thể biết rõ. Trước kia có vị A-la-hán có lục thông, ngài mang theo vị đệ tử đi du hành. Vị đệ tử đi sau quải hành lý, giữa đường bèn khởi lên một tâm niệm: tương lai mình phải hành pháp đại thừa, phổ độ tất cả chúng sinh. Vị A-la-hán có tha tâm thông nên biết được vị đệ tử có nguyện lực đại thừa, còn mình bất quá là A-la-hán, nguyện lực của đồ đệ cao siêu hơn. Ngài bèn quải hành lý thế cho đệ tử. Đi được một đoạn đường khá dài thì vị đệ tử sinh tâm thối lùi, nghĩ: Bồ Tát đạo chẳng dễ gì thực hành. Vị thầy biết đệ tử sinh tâm thối chuyển, bèn đưa hành lý lại cho đệ tử quải. Cứ như thế xảy ra mấy lần. Vị đệ tử chẳng rõ nguyên nhân, bèn hỏi vị thầy. Vị thầy đáp: Vì con phát tâm hành Bồ Tát đạo, tu lục độ vạn hạnh, ta chỉ là bậc tiểu thừa, còn nguyện lực của con cao hơn ta, cho nên ta thí con quải hành lý. Song con lại nghĩ, ngài Xá Lợi Phất còn không thể hành Bồ Tát đạo, hà huống mình, bèn sinh tâm thối chuyển. Lúc đó con lại trở về địa vị đệ tử, cho nên con phải mang hành lý. Xá Lợi Phất cũng là hàng thanh văn, phát tâm muốn hành Bồ Tát đạo. Nếu ai chân chánh phát Bồ Đề tâm thì Thiên Long Bát Bộ sẽ đến khảo nghiệm họ. Phát Bồ Đề tâm muốn hành Bồ Tát đạo phải ưa thích bố thí. Người khác mong cầu gì thì Bồ Tát sẵn sàng bố thí, chẳng có tơ hào bỏng sẻn. Ngài Xá Lợi Phất tức đã phát tâm hành Bồ Tát đạo. Một ngày nọ trên đường đi, ngài thấy một người khác khóc lóc rơi lệ. Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy bèn phát Bồ Đề tâm muốn giúp họ, mới hỏi người đó vì sao mà khóc. Người đó nói:
Mẹ của tôi bị bệnh, chỉ có con mắt của người sống mới có thể trị được. Nhưng đi khắp nơi mua mà chẳng có, cho nên tôi buồn quá mà khóc. Ngài Xá Lợi Phất nghe rồi rất cảm động, người con có hiếu, bèn suy nghĩ. Mình có một cặp mắt, thôi thì bố thí một con cho anh ta, mình chưa lại một con. Do đó, chịu đau đớn, móc ra một con mắt để bố thí. Người đó cầm lấy rồi bỏ xuống đất. Ngài Xá Lợi Phất chẳng hiểu gì sao. Người đó nói, chẳng phải con mắt này, tôi muốn con mắt trái mà ông chưa nghe rõ, thì đã móc con mắt phải ra. Nếu ông thật muốn bố thí, thì xin ông cho tôi con mắt trái kia đi vậy. Ngài Xá Lợi Phất đã móc con mắt phải ra, đau đớn vô cùng. Nếu mà móc mắt trái nữa, thì chẳng phải trở thành mù chăng? Lúc đó, Ngài Xá Lợi Phất thối lùi tâm bố thí. Người đó nghe rồi đàng vân mà đi. Nguyên lai đó là người trời định thử thách Ngài Xá Lợi Phất. Túc Mạng Thông biết được nhân duyên quá khứ, biết rõ kiếp trước của mình là người thiện hoặc người ác, người Tàu hoặc người ngoại quốc, hoặc kiếp trước là người Tàu, kiếp này sinh ra tại nước Mỹ, phát nguyện đến nước Mỹ hoằng dương Phật Pháp. Có những người học Phật Pháp tiến bộ rất mau, có những người tiến bộ rất chậm. Có những người học Phật Pháp biết mà chẳng hành, chưa cung hành thực tiễn, chưa hợp với Phật Pháp làm một thể. Có những người học Phật Pháp thân thể lực hành, qua tinh thần bất khuất đều do nhân duyên kiếp trước đã tích lũy. Hoặc có những người trước kia là người Ấn Độ, nguyện định Tây Phương, hoằng dương Phật Pháp, do đó đời này đầu thai vào nước Mỹ. Nếu có Túc Mạng Thông thì sẽ biết được việc quá khứ. Thần Túc Thông còn gọi là Thần Cảnh Thông, hoặc là Như Ý Thông, được toại ý tự tại. Thần Túc Thông diệu không thể tả, chẳng thể nào dùng lời nói để hình dung được. Có thể biến hóa trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, hoặc trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, lại có thể đằng vân ở trong hư không hiện 18 biến. Lậu Tận Thông là chẳng rơi rớt vào ba cõi. Quỷ thần đều có ngũ thông, chỉ thiếu lậu tận thông. Chứng quả A-la-hán mới có lậu tận thông. Nếu người có ngũ nhãn lục thông, cũng không thể tùy ý loạn dụng. Ví như dùng thần thông để quan sát thế giới có tai nạn gì, hoặc dùng thần thông cứu người mới có ý nghĩa. Nếu giúp đỡ người khác, cũng không thể để cho người biết. Thiện dục nhân tri, bất thị chân thiện, ác khủng nhân tri, tiện thị đại ác. Nghĩa là làm thiện muốn người biết chẳng phải là thật thiện, làm ác sợ người biết đó mới là đại ác. Đắc được ngũ nhãn lục thông phải biết trân tiếc, không nên lo việc vô ích, đừng tùy ý loạn dụng, bằng không tiết lậu thiên cơ cũng sẽ mất đi thần thông. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật.